Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, xác định nhiệm vụ then chốt trong phát triển kinh tế xã hội là nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước chuyển mình để trở thành khu vực phát triển năng động, hài hòa và bền vững. Những năm qua, huyện Kim Động đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút doanh nghiệp vào địa bàn, từ đó tạo đột phá trong phát triển công nghiệp của địa phương. Để từng bước thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện công nghiệp thương mại dịch vụ và nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, huyện Kim Động đã chủ động tạo dựng tiền đề để thu hút đầu tư và phát triển, xây dựng quy hoạch vùng đến năm 2035, cụ thể hóa thông qua thực hiện 6 chương trình đột phá về phát triển kinh tế xã hội. Nhờ đó, đến nay, toàn huyện đã thu hút được 90 dự án với tổng số vốn đầu tư trên 60.000 tỷ đồng vào địa bàn. Các đơn vị doanh nghiệp khi đến đầu tư đều đánh giá cao sự quan tâm giúp đỡ của địa phương. Cùng với đó là hỗ trợ giải phóng mặt bằng sớm nhất, các bước thẩm định ra soát, xin chủ trương được thực hiện trong thời gian ngắn nhất, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động. Khi mà chúng tôi về để đặt vấn đề làm xin đất thì đã nhận được cái sự ủng hộ và tạo điều kiện từ cái việc hướng dẫn các cái thủ tục hành chính cho đến cái việc là giải quyết các cái thủ tục hành chính theo đúng cái trình tự và cái thời gian mà nó đáp ứng được cái mong muốn của chúng tôi. Kim Động còn được xem là địa phương có nguồn nhân lực dồi dào, có trình độ và đang trong thời kỳ dân số vàng. Lao động trong độ tuổi của huyện là gần 70.000 người. Đây cũng là thế mạnh nổi bật của huyện, mở ra nhiều tiềm năng xây dựng nguồn lao động chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các nhà đầu tư vào huyện. Ý thức người lao động tuân thủ về nội quy về giờ giấc, cái thứ hai là về vấn đề bảo hộ lao động và ý thức về an toàn trong quá trình sản xuất công nghiệp. Là mọi người đều tuân thủ và không để xảy ra những cái tai nạn đáng tiếc, có cái tinh thần học hỏi và tiếp thu rất là nhanh, có thể nắm bắt được hết tất cả những cái công việc của mình và làm chủ được các cái thiết bị máy móc. Đến nay, huyện Kim Động đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt một khu công nghiệp và 8 cụm công nghiệp. Đó là khu công nghiệp Lý Thường Kiệt, khu công nghiệp Kim Động Ân Thi Tiên Lữ, khu công nghiệp sạch GDK, cụm công nghiệp Nghĩa Dân Phạm Ngũ Lão, cụm công nghiệp Lương Bằng, cụm công nghiệp Chính Nghĩa, Nhân La, Phạm Ngũ Lão, cụm công nghiệp mới trên cơ sở điều chỉnh hợp nhất cụm công nghiệp Phú Thịnh và cụm công nghiệp Hồng An. Huyện Kim Động xác định nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài là tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động sức mạnh tổng hợp để xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện để thu hút đầu tư, tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao, tăng cường công tác đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc, vướng mắc để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Những chủ trương đúng đắn và xuyên suốt của huyện Kim Động trong đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp dịch vụ thương mại và nông nghiệp công nghệ cao đã và đang làm cho bức tranh kinh tế xã hội của huyện có thêm nhiều gam màu tươi sáng. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Kim Động mời gọi và có những chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư trên địa bàn.